Bật mí những bí mật ăn giấu của cây vạn niên tùng. Vì sao loài cây này lại được trân quý đến vậy? Cây vạn niên tùng với thân thẳng vút và lá xanh thảm hình kim tượng trưng cho sức sống bền bỉ và lòng kiên trì. Nổi tiếng với khả năng chống chọi, cây vạn niên tùng vẫn phát triển mạnh mẽ ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, sinh trưởng chậm rãi nhưng chắc chắn qua nhiều thế hệ. Thường được uốn tỉa thành những cây bonsai tinh xảo, loài cây này không chỉ đơn thuần là đẹp, chúng còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Những đường cong và hình dáng phức tạp của chúng được tin là mang đến may mắn và sự kiên định. Trong văn hóa Việt Nam, cây vạn niên tùng là biểu tượng của sự quyết tâm và vận may. Nó không chỉ là một loài cây mà còn là minh chứng sống cho sức mạnh và hy vọng bén rẻ trong khu vườn và trái tim chúng ta. Vì vậy, lần sau khi bạn nhìn thấy cây vạn niên tùng, hãy nhớ, nó không chỉ là cây xanh, nó là câu chuyện về khả năng phục hồi và là biểu tượng của cuộc sống trường tồn.